Hello, shop điện tử Anh Phi xin chào tất cả các bạn nhé. Thì bên mình có dùng một số điện thoại duy nhất là số điện thoại là 0847 739 777. Bên mình có chuyên cắt dòng camera siêu nhỏ, máy định vị, máy ghi âm, máy nghe lén siêu nhỏ nhé bạn. Thì các bạn nào mà có nhu cầu quan tâm về các sản phẩm của bên mình thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua bên mình nhé. Thì bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn là hoàn toàn miễn phí nha bạn. Thì bên mình cũng nhận là độ chế camera và tất cả các đồ dùng trong gia đình như đồ điện, tất cả các loại đồ điện hoặc là cứ đồ dùng nào đấy mà các bạn yêu cầu vào bên mình. Thì bên mình cũng có thể là hỗ trợ các bạn là độ chế trực tiếp nhé. Nên các bạn yên tâm về chất lượng sản phẩm của bên mình. Thì hôm nay mình lên một mẫu camera cục sạc mà mình có gửi cho khách mà mình có review ở video trước thì có mọi người là không biết cách để mà kết nối wifi hoặc là xem được trực tiếp từ xa nha bạn. Thì hôm nay mình lên cho mọi người là mẫu camera này thì mình sẽ test cho mọi người là kết nối wifi từ xa và xem được trực tiếp nha bạn. Thì camera đây của một chị khách ở Hà Nội, chị có sử dụng và đang không biết cách kết nối wifi. Thì đây mình lên video để mà mình hướng dẫn cho mọi người và chị ấy biết cách sử dụng chiếc camera cục sạc nha các bạn. Đây ạ, cũng như chiếc camera này thì bên mình đã ngụy trang ở mặt kính ở mặt trước mặt nhá. Khi mà các bạn cắm vào cục sạc và có thể là sử dụng sạc điện thoại như bình thường nhá. Thì đây mình sẽ giới thiệu sơ qua cho mọi người. Nút nhỏ ở phía ngoài đây sẽ là nút reset. Reset để mà các bạn cũng có thể là cài đặt lại tất cả các chức năng nha bạn. Để nút reset đây nhá. Và đây, bên trong này thì sẽ là thẻ nhớ bên mình là lắp vào thôi, nên là nó không có vấn đề gì đâu nha bạn. Thì cũng không có ai mà quan tâm gì đâu nha bạn. Thì đây, dây cắm sạc thì các bạn cũng có thể là cắm sạc và sử dụng sạc điện thoại như là đồ bình thường luôn nha bạn. Thì mình sẽ test cho mọi người là cắm sạc và sử dụng như bình thường thôi. Đây ạ, mình sẽ chuẩn bị là một điện thoại di động nhé. Đây ạ. Mình sẽ cắm dây sạc vào và mình test cho các bạn nhé. Sạc vừa sạc điện thoại và vừa quay camera để giám sát được là vợ chồng hoặc là con cái có là khi mà vợ chồng mình có ngoại tình hay là không nhá. Khi có thể là giám sát con cái học tập hay là đang là chơi thì các bạn cũng có thể là giám sát được hết nhá. Đây ạ, cắm sạc cũng có thể là sử dụng sạc điện thoại như bình thường được và mắt camera không có phát hiện một sơ hở nào nhé bạn. Đây ạ. Đồ bên mình thì bên mình sẽ ngụy trang cho các bạn là 100% luôn nha bạn, đảm bảo là không có góc một góc nào để lộ nha bạn. Và camera bên mình thì quay đêm cực kỳ led nha bạn. Thì bên mình có lắp độ chế là 6 đèn hồng ngoại led đằng sau và nó quay đêm cực kỳ led và không phát ra một chút đèn hồng ngoại nào nha bạn, nên các bạn yên tâm. Thì đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách sử dụng và cách kết nối wifi từ xa nha bạn. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là một chiếc điện thoại di động nha bạn. Đây ạ, mình đã chuẩn bị một chiếc điện thoại di động nhé. Và các bạn truy cập ngay và cho mình vào phần App Store. Các bạn nào mà dùng máy Android thì các bạn sẽ vào ngay cho mình là Search Play nhé. Và vào cho mình phần tìm kiếm. Đây ạ. Và cho mình phần tìm kiếm và có cho mình ứng dụng có tên là Lockcam nhé. Đây ạ, ứng dụng Lockcam đây nhé. Và bạn sẽ chọn vào đây, đây ạ, ứng dụng Lockcam đây nhá. Đây là mình đã cài đặt về rồi, còn các bạn nào mà chưa cài đặt về thì các bạn hãy cài đặt về nhá. Đây ạ. Khi mà các bạn ấn cài đặt về thì các bạn hãy truy cập ngay cho mình vào phần cài đặt trên điện thoại của các bạn nhé. Đây ạ, phần cài đặt trên điện thoại của các bạn nhé. Và các bạn ấn ngay trực tiếp vào phần Wi-Fi và chọn cho mình là dòng mã có F166350. Đây nhá. Nó sẽ kết nối như bình thường như Wi-Fi bình thường nha bạn. Thì nó sẽ hiện là một vạch kết nối và một vạch sóng Wi-Fi bên trên. Đấy. Nghĩa là hai thiết bị đã được kết nối với nhau nhá. Và các bạn sẽ thoát ra và quay lại ngay cho mình ứng dụng có tên Lockcam nha bạn. Đây ạ, ứng dụng Lockcam đây nhá. Đấy. Và nó sẽ hiện ngay ra cho các bạn là một dòng mã đây. Đang apply. Đây ạ,
nó sẽ hiện ngay ra cho bạn mục có tên màu xanh đây là device online, là camera đã được kết nối trực tiếp với điện thoại nhé. Các bạn cũng có thể là ấn vào cancel trực tiếp là thì có các bạn cũng có thể là xem được nhé. Đây ạ. Còn đây thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là kết nối wifi với nhà mình, và các bạn đi đâu các bạn cũng có thể là xem được bằng wifi hay là bằng 4G, các bạn cũng có thể xem được hết nhá. Thì đây các bạn sẽ truy cập ngay cho mình phần cài đặt bánh xe đây, và chọn cho mình mục có tên là device setting đây. Đây ạ, nó hiện ngay ra cho bạn là mục có tên là wifi setting, các bạn sẽ ấn vào đây nhá. Đây là hai wifi nhà mình, thì mình sẽ chọn một wifi, cũng như các bạn có thể chọn wifi nhà các bạn, và các bạn nhập mật khẩu vào đây ạ. Mình chọn wifi nhà mình thì mình sẽ nhập mật khẩu nhà mình vào nhá, để mình test cho các bạn là con này có thể là sử dụng được tuyệt đối 100% nha bạn. 1 đây ạ. Mình đã nhập xong mật khẩu wifi nhà mình nhá, và mình sẽ chọn là ok, và nó sẽ hiện ngay ra cho bạn đây Save device with robot đây, là camera đã được lưu vào trong máy camera, và nó sẽ lưu lại cho mình, và nó sẽ mất đi dòng má wifi kia nhá. Đây ạ, mình đã kết nối wifi với camera camera với wifi nhà mình rồi, thì mình sẽ thoát ra. Đây ạ, mình sẽ tắt wifi nhà mình đi, tắt cả 4G đi, và mình sẽ chọn kết nối trực tiếp với wifi nhà mình nhá. Đây wifi nhà mình đây, mình đã kết nối rồi. Các bạn cũng có thể là vào phần cài đặt để chọn là wifi đây. Các bạn cũng có thể tìm lại được tất cả wifi nhá. Và các bạn sẽ quay trở lại cho mình ứng dụng Lockcam, và các bạn kéo lên. Đây, khi mà nó chưa hiện như này, nó mới hiện là con netting này, thì bạn cứ kéo lên nhảy là nó sẽ hiện cho ngay cho các bạn là device online, là camera đã được kết nối với wifi nhà các bạn rồi nhá. Thì các bạn cũng có thể là ấn vào để xem mật trực tiếp luôn, và các bạn đi đâu các bạn cũng có thể xem được luôn nhá. Tóm lại camera bên mình thì rất là dễ sử dụng thôi, cũng có nhiều người khách hàng chưa hiểu được, thì các bạn cũng có thể là hay thắc mắc hay băn khoăn về sản phẩm bên mình thôi. Nhưng không sao nhé, bên mình sẽ giải đáp tất cả cho các bạn nhé. Đây ạ, mình đã test bằng wifi, và mình sẽ tắt wifi đi, và mình sẽ sử dụng là 4G nhé bạn. Đây ạ, nó đã hiện 4G lên, và mình sẽ tắt đi. Đây, mình có thể là thoát app này ra, và mình sẽ vào lại app Lockcam nhé. Đây nhá, sẽ quay trở lại là app Lockcam nhé bạn. Đây là nó đã hiện device offline. Để các bạn đợi chút là nó sẽ kết nối để dùng bằng 4G để mà xem video trực tiếp nhé. Để mình chọn là vào cancel, và nó đang xem được trực tiếp bằng 4G nhé bạn. Đây ạ, đây nhá, đây nha bạn, hình ảnh đây ạ. Camera bên mình có thể quay đêm nhá. Đây mình sẽ bật chế độ quay đêm nhá. Đây ạ, đây là đang hơi sáng chút nên là nhìn nó vẫn chưa ấy nhá. Đây, ví dụ quay ra đây quay đêm thì nó sẽ có hai màu là đen trắng nhé bạn. Các bạn có thể nhìn là kim dây đang chạy nhá, chứ không phải là mình quay lại video cho bạn nhau nhá. Đây kim dây ạ, đây nhá. Mẫu camera bên mình thì cũng dễ sử dụng như vậy thôi nha bạn, không phức tạp. Các bạn nào mà có yêu cầu muốn độ chế camera thì các bạn cũng có thể liên hệ được trực tiếp qua bên mình nhé. Bên mình sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho bạn. Các bạn hãy kết nối số điện thoại với Zalo để mà eBay trực tiếp qua mình. Bên mình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Thì ở đây các bạn nào mà đang muốn được giảm giá thì các bạn hãy ấn đăng ký kênh hoặc là like shop để mà bên mình lên mã giảm giá cho bạn nhé. Thì hôm nay mình xin kết thúc video ở đây. Mình xin chào tất cả mọi người nhé.